Thành bây giờ muốn anh đập cho cái gì đây? Quan trọng là muốn anh đập cái gì cơ? Xem Azaka lôi thần với Hutao của em. Chào Tùng Anh nhá. Anh em cho mình xin một like để khởi đầu series đập thánh nhân vật nào. Đầu tiên xem lôi thần nhá. 52 170 216. Đoàn thảo trường đao, như vậy thì anh thấy là tỷ lệ hơi thấp, hiệu quả nạp cũng hơi thấp. Ái chà. Như vậy là xét dấu ấn có vẻ như là hơi ít. Hơi ít dấu ấn nhờ. Đồng hồ. Được cái hiệu quả nạp nhưng mà cái này hơi cùi. Rồi, như vậy là có mục tiêu để đập rồi. Mình chỉ sợ là đồ của bạn ấy ngon quá, thành ra là mình không biết đập thế nào. Ok. Thì chúng ta cứ đổi đi, sau đấy thì chỉnh dần dần anh em nhá. Onin dấu ấn nhá, dấu ấn là ngon rồi. Cho A này, cho Azaka, à quên, cho Sang Linh này. Cho Zelan này. Farm 1 nhưng mà được 3. Farm dấu ấn thì quá tuyệt vời luôn. Hiện tại là mình đang có khoảng khá nhiều nhờ. Thành có đang xem không? Anh quẩy nhá. Xin chiêu nữa. À chết rồi, lít trên màn hình tùng lung này. Rồi, mình tắt rồi. Một là ly cho lôi thần, hai là ly cho Zelan, ba là ly cho Sang Linh, bốn là ly cho Xin Chiêu. Quá tuyệt vời luôn. Phong, vứt. HP vứt luôn. HP, ui, HP này nhìn VIP Pro thế. Nhưng mà chắc là không dùng được rồi nhờ. Nhưng mà thôi cứ cất đi. Tinh thông, vứt luôn. Bỏ luôn. Ai, cái này được này, cái này cho Zela được này. Ai nhờ, cái này cũng được này. Cái này thì vẫn có cơ hội này. Tăng trị liệu, phòng ngự. Cái này bỏ đi. Tấn công. Tấn công cùi. HP. HP cái này có thể cho Zelan này. Ui, cái này nhìn mới đổi lần đầu tiên mà nhìn màu hồng nhiều thế. Ấm quá em ạ. Thủy này, cái này vẫn có cơ hội nhưng mà phải hên mới được. Lông này ngon này, nhưng mà có 3 dòng thôi. Thực ra thì 3 dòng thì mình vẫn hơi khinh. Mình thích 4 dòng cơ. Đây, cái này thì hên chui. Nón tấn công bỏ đi này. Hoa cùi bắp bỏ đi này, phòng ngự bỏ luôn. HP bỏ luôn, tấn công. Tấn công này cùi bắp, phòng ngự. Hiệu quả nạp. Hiệu quả nạp này có một cái nạp như thế này rồi. Nên là cái này mình sẽ bỏ đi nhá, hoặc là mình cứ giữ lại đi. Tấn công à. Hỏa, hỏa quý quá. Tấn công thì cái này mà ngon thì lôi thần vẫn chơi được. Cái này vứt đi này. Cái này thì vẫn có cơ hội nhưng mà phải hên mới được. Cái này cũng thế. Cái này thì nếu mà đập ngon thì cho Sang Linh chơi được này. Cái này thì cũng phải. Nói chung chưa có cái nào. À đây, đang tính nói luôn. Cái này được này. Hơi tiếc là cái chỗ này nó phòng ngự anh em ạ. Phòng ngự. Thực ra thôi, cứ đập lên. Nãy giờ toàn ngon nhờ. Toàn ngon nhờ. Nhiều thế thì đập kiểu gì chả có đúng không? HP. Mình chỉ tiếc là chưa có cái ly ngon thôi. Nói là có luôn. Thảo à, không được. HP, bỏ luôn. Cái này thì vẫn có cơ hội này. Sát thương bạo kích. Thôi vẫn phải giữ lại thôi. Không có nón tỷ lệ.
phòng ngự, trời ơi. HP chưa có cái đồng hồ nào ngon hết, quan trọng là đồng hồ cơ. Còn lông với hoa thì đa số là nó đều ngon, mà dễ kiếm đồ ngon lắm. Đồng hồ hoặc là ly hoặc là nón thì mới gọi là ngon. Thủy, thủy cùi, hỏa. Hỏa này thì quá khó, anh vẫn giữ lại nhá. Cái này cho Zenlan cũng được, nhưng mà phải hên. HP, tấn công, toàn nón cùi nhỉ, ui. Quả nón tấn công này, quả nón tấn công này cho ai dùng ta? Thôi cứ giữ lại nhá. Đồng hồ tấn công. Cái này khó lắm. A có trấn. Đập dân hả? Anh dừng nhá. Phát cuối. Mình có 4 cái ly. Thủy. Lôi. Thôi, tôi dư lại vậy. Biết là nó hơi cùi rồi. Ui, thêm một quả ly HP siêu phẩm. Nhưng mà nó chỉ là ly anh em ạ. Cái thế nhờ. Nếu như nó là ly thủy thì sao? Quá VIP. Nãy giờ toàn ly HP. Buồn thật. Nón cũng chưa có nón nào tử tế hết. Cái này được này, có 3 dòng. Ê, cái này được này. 7.03.1 này, 4 dòng. Phòng ngự thôi. Đập tí anh em nhá. Đập thì lôi thần chưa có cái gì để ốp vào hết. Tấn công. Ui, chưa có cái đồng hồ nạp nào tử tế hết. Hoa thì mình thấy là quá nhiều rồi. Hoa này cùi bắp quá. Anh bỏ đi nhá. Sát thương bạo kích 34%. Nói chung thì thuộc dạng hoa thì nhiều, nhưng mà cũng thuộc dạng gọi là khá thôi. Được cái hoa này cũng gọi là ngon này. Nhưng mà cái này nó lại là phần đáp HP 9.3 rồi. Thôi, để anh làm cho em thêm một cái siêu phẩm khác. Cái này anh bỏ đi nhá. Hoa này khó nhờ. Hoa này là hơi khó anh em ạ. Hoa này phải hên mới được. Ui, hên thật kìa. Rồi, một phát được thôi. Hên thật anh em ạ. Rồi, ấm chưa? Phát súng đầu tiên. Phát súng đầu tiên ấm luôn. Rồi, phát cuối cùng. Một phát được thôi. Cố lên, vào sát thương bạo kích đi. Mười ba hai mươi đi. Đừng vào HP, đừng vào phòng ngự. Đầu tiên đừng vào phòng ngự. Thôi vào HP thì Zenlan cầm cũng được, nhưng mà tốt nhất là vẫn vào sát thương bạo kích đi. Uầy, tỷ lệ 17, quá ngon luôn. Được không anh em? Phát súng đầu tiên. Nói chung thì nó không phải là cao lắm, nhưng mà Onin thế này là ok rồi. Chúc mừng em nhá. Đúng là không uổng công chờ nhờ. Bạn ấy gửi cho mình cách đây mấy hôm rồi. Sát thương 12, tỷ lệ 17. 47 à? 47 CV hả? À? Tắt hack đi hả? À? Thôi để đập thêm tí nữa. Vẫn còn một siêu phẩm ở đây này. Bè.
Thôi để anh đập thêm tí nữa rồi tí đổi sau. Cái này thì Naida vẫn dùng được. Anh bỏ cái này nhá, tại vì lông thì có một lông rồi. Có một lông ngon rồi. Thêm một hoa nữa cho Sang Linh. Chỉ cần không vào phòng ngự là thành công. Ui. Đều thế. 17% tỷ lệ nạp phòng ngự 17%. Thôi, theo anh thì cái này vẫn có thể giữ lại được. Cái này giữ lại cho con nào nhỉ? Giữ lại cho Junjin được không? Hút luôn hả anh em? Bỏ đi à? Bỏ đi là hơi tiếc ấy. Thực ra thì có một số con nó mix kiểu hai món hiệu quả nạp để nó lấy tỉnh, nó lấy hiệu quả nạp cao ấy, thì cái này có 17% rồi. Anh em hiểu không? Thì mình vẫn có thể tận dụng được. Hoa của Diona bỏ đi nhá. Diona thì phải chơi tông thất em mà. Thôi cứ giữ nhá. Bây giờ đập lông hả anh em? Lông thì nãy giờ toàn lông gọi là cố hên thì mới được thôi. Hên thì mới được thôi, tại vì toàn dòng kiểu 1-2 dòng. Thực ra cái hoa, cái lông này cho Zenlan được này. Để anh xem của Zenlan nhé. Ui, của Zenlan có siêu phẩm rồi. Zenlan có siêu phẩm rồi. Cảm ơn Trường nhá. Thật ra cái này đập vẫn được nhưng mà khó quá. Tại vì hai dòng Sida. Cái này cũng thế. Cái này thì cái này cho Sang Linh dùng được này. Sang Linh thì đang dùng cái 14% phòng ngự. Thực ra cái của Sang Linh cũng ngon rồi. Cũng khá rồi. Nhưng mà nếu cái này ngon thì dễ hơn, mình thử anh em nhé. Cái này thì chỉ cần nó không vào phòng ngự là Sang Linh chơi được. Và một phát rồi anh em ạ. Hơi cùi nhờ, hơi cùi. Hiệu quả nạp tỷ lệ tinh thông. Thôi, cái này bỏ đi. Cái này thì chơi được thôi. Nãy giờ, thực ra thì nãy giờ mình cần cái đồng hồ hoặc là cái ly hoặc là cái nón thì đều chưa có. Còn cái lông với cái hoa thì để mà ngon thì quá dễ. Đầy anh em ạ, đầy món lắm, nhiều món. Để mình xem nhá, có cái nào ngon không. Ly HP, ly thủy, vứt này. Tấn công này, vứt luôn này. Tăng sát thương nguyên tố lôi, để mình xem mà. Cộng 4 nhá. Tinh thông nguyên tố. Thôi, đổi nhá. Quan trọng là đồng hồ, nón và ly. Nếu mà có nón, có ly là ngon nhất.
Băng lông. Mình nghĩ là bây giờ lông phải gọi là lông siêu phẩm mới lấy HP. Uầy, hoa, hoa thì nhiều lắm. Tinh thông HP. Uầy, tìm được luôn. Tìm được luôn anh em ạ. VIP Pro quá. Đập luôn không? Hay là thôi, ghép thêm phát nữa nhá. Thêm cái nữa. Không có gì hết. Không có gì hết. Ui, hoa nhiều quá. Hoa thực ra hoa ba dòng mình không thích lắm. Khó nhờ, khó được tìm được một cái đồng hồ nạp nhờ. Ây, có đồng hồ rồi. Đồng hồ tinh thông này thực ra thì cũng ngon. Mình cứ để lại nhá. Hóa đi. Đầu tiên là lên công 4. Bây giờ vào phần 5 tấn công là ngon nhất. Hoặc là hiệu quả nạp. Ui, HP. HP bây giờ khó đây anh em ơi, khó đây. Kèo này khó nhá. Lệch 2 dòng này. À ư nhờ, dòng chính hiệu quả nạp rồi làm sao mà có được nữa. Thôi, mình lại làm phát như lúc nãy nhá. Thực ra thì 3,9 với 7% ban đầu cũng là ngon rồi. Cái đồng hồ này chỉ cần khá thôi. Khá thôi là được. Khá bảnh nào. Ui, HP nhiều quá. Vào đúng một phát sát thương bạo kích còn lại HP. Như vậy là bắn sang Zealand hả? Ui, không. Zealand nó có nhiều đồng hồ lắm. Thôi, thay cái đồng hồ này cũng được. Cái này quá phèn luôn. (cười) 72, 235. Nhược thủy. Ồ, nhược thủy thì chắc chắn là phải chơi đồng hồ nạp rồi. Thế là chuẩn rồi anh em ạ, chuẩn nhá. Mình xem nào. Ly cũng ok. Nón cũng ok rồi. Zealand này mình thấy là cũng ngon rồi mà. 72, 235, 193 nạp. HP 26k à. Zealand này phải ra sân thì nó mới thêm HP được. À, cái này nó không ấy à anh em? Nó không tính lên ra sân hay không à? Nó vẫn thế. À đây, 28k9 đây. Được rồi. Thế anh thế này là ok rồi. Thế này thì chơi với A thôi. Còn đi một mình thì phải cầm Tây Phong. Tây Phong thì nó sẽ là 72, 147. Không, thế là chuẩn rồi, tại vì nó có 193 nạp mà. Ok chưa, ok chưa? Ok chưa anh em? Mình vừa chỉnh cốt tí. Chỉnh cốt tí anh em ạ. Mình chỉnh cốt, mình thêm cái dòng hiệu quả nạp vào phát. Anh sẽ ấy tiếp nhá, anh sẽ đổi tiếp này.
Chào chém nhá. Anh em sẽ nhìn thấy siêu phẩm ngay bây giờ luôn. Đâu rồi? Ui, lại cái lông này. Thả 4 dòng còn được. Sát thương bạo kích, cái này hên xui quá. Tấn công. Đồng hồ nạp nào. HP, phòng ngự, HP. Chưa có rồi. Bỏ đi luôn. HP, tấn công bỏ đi luôn. Hoa bỏ đi. Ui. Cái này giữ lại được này. Ô, cái này ngon mà. Cái này ngon. Tấn công. Ui. Thực ra tấn công vẫn có thể giữ lại được trong cái trường hợp mà lôi thần hoặc là sang linh nó có những cái món phụ hiệu quả nạp cao quá ấy mọi người. Ui. Giai Lan có cân nhắc đổi sang đồng hồ HP không? Cân nhắc không? Hiệu quả nạp này, tỷ lệ sát thương này, 4 dòng nhá. Phòng ngự. Thôi cứ giữ lại đi. Mình có 4 cái ly. Bây giờ mình cần ly thủy này, ly lôi này, ly hỏa này. HP. Tấn công. Thảo. Chán nhờ. Cuối nào. Vẫn là tấn công. Tấn công này thì lôi thần có thể chơi được. Đồng hồ nào. Tấn công. À, HP. Tinh thồng. Mình cần thêm một cái đồng hồ hiệu quả nạp ngon nữa. Hoặc là một cái nón phải thực sự ngon. Vật lý à. Lôi cùi quá. Lôi cùi. Ui, lại quả lông này. Cái này khó. Cái này cũng khó. Tấn công. Tấn công. Khó nhờ, khó ra được cái đồng hồ nạp nhờ. HP này. HP này. Ui, sẽ có nhiều món ngon mà em để lại. Em phút thế này, anh giữ lại một set nhá. Giữ lại cho em một set nhá. Nếu mày đổ ngon thì phút mất. Ui. Em không bao giờ khóa hả? Thế thì nếu mà anh phút mất đồ ngon thì sao? Thế thì nó lại phí rồi. Thảo. Vật lý. Tấn công. Không có ly nào ngon hết. Thế này thì có tiềm năng. Tấn công. Nón chưa có nón ngon anh em nhá. Nãy giờ toàn nón cùi bắp thôi. Phòng ngự. Tấn công. Tinh thông. Anh phút hết đồ ngon thì chết. Thế thì nó lại phí. Cái này có tiềm năng này. Mình vẫn chưa tìm được cái nón nào ngon anh em ạ. Hiệu quả nạp. Thực ra thì có hiệu quả nạp của set dấu ấn thì cứ giữ đi. Không ngon thì mình cứ giữ dùng tạm đi.
Xem từ phải qua đi anh, ok. Anh thử đổi tâm linh tí nhá. HP, tấn công. HP. HP, HP, tỷ lệ bạo kích. Thôi, cứ phải giữ lại vậy. Không được cái gì hết. Không được cái gì hết. Khó nhờ, chưa tìm được một cái ly nào để đập luôn đấy chứ. Cho mình cơ hội đi, cho mình cơ hội một cái ly ngon đi. Còn đập thì phải tính. Cộng 20 có ngon không thì tính sau mà. Tinh thông này. Wow. Phần trăm tấn công nhưng mà phía dưới là HP với phần trăm HP, tỷ lệ sát thương. Cái này thì chắc là bỏ đi nhờ. Hưng Vĩnh anh có nhá. Nó này ma giáo quá, mình sẽ cho nó vào đây. Mình cho nó vào đây nha anh em. Đâu rồi? Đây, phút luôn. Thực ra Zenlan thì thường anh chơi là nó thừa nạp em ạ. Thừa thì nó sẽ yên tâm hơn là đủ, đủ thì đôi khi nó vẫn thiếu ấy. Tinh thông. Mình có 4 cái ly này. Ly hỏa. Có tiềm năng. Ly tật. Ly lôi. Lôi nào. Uầy. Chết rồi anh em ạ. Lộ mất rồi. Lộ mất rồi. Lộ mất rồi. Anh em biết mình hack. Anh em report mình chết. Lộ mất rồi anh em ạ. Để xem nào. Mình có 5 cái đồng hồ này. Xin một cái đồng hồ nạp siêu phẩm. Tấn công. HP. HP. Phòng ngự. Ui, cúi bắp. Ái chà. Siêu phẩm là đây. Siêu phẩm đây rồi em ạ. Vào dòng nào cũng ngon. Dòng nào cũng ngon này. Mấy cái ba dòng thì anh theo anh bây giờ anh hơi khinh tại vì hoa với lông thì bốn dòng ngon có nhiều rồi. Ba dòng thì cái này vẫn dùng được. Thảo tấn công. Thủy à? Thủy này khó quá nhờ. HP. HP. Cái này ok này. Nếu mà đập dòng nó ok thì sang linh chơi tốt này. Cái này cũng ok này. 4 dòng. Quan trọng là đồng hồ nạp. Đồng hồ nạp cơ. Lì nhàm. Lồng. Không có nón tỷ lệ ngon. Ôi, vừa nói luôn. Nhưng mà cái này, cái này khó quá. Tấn công đan sen HP. Mình cứ nói là nó ra nhờ. Thế này thì lộ hết rồi. Phòng ngự. Anh sắp đổi hết của Thành rồi. Bốn cái ly. Năm cái đồng hồ. Băng.
phòng ngự, HP, hỏa, hỏa này sang linh, sang linh có 2 ly rồi nhá. Cái này cũng ok này. Cái này thôi. Cái này cũng thôi. Tinh thông mà, tinh thông này nhìn VIP Pro thế. Tinh thông này chắc là không có con nào dùng đâu. Uầy, Zelan có muốn thay đổi không? Phần trăm tấn công chứ. HP. À, mình đổi thêm phát nữa anh em nhá. Năm cái ly. Mình chỉ xin một cái ly lôi ngon thôi. Ly lôi. Băng. Tấn công. Thủy à, thủy này khó quá. Thủy tiếp, khó nhờ. HP. Nãy giờ nón là khó anh em nhá. Nón và đồng hồ khó. Khó thế. Zelan nhiều đồ quá. Thực ra thì cái set của Zelan ấy thì nó đang chơi Glee gọi là siêu phẩm đó anh em ạ. À. Nên là trừ khi mà cái Glee nó ngon thì may ra mình giữ lại được. Về cơ bản là Zelan là ngon rồi. Bây giờ là cần cho lôi thần thôi. Khó thế, anh làm phát nữa rồi anh đập nhá. Ôi chết rồi, không khóa vào. Hết rồi anh em ạ. À. Thôi, đập phát cuối nhá. 23 trên 24 à? Phong. Sát thương bạo kích. Khó nhá. Nón không có anh em nhá. Đầu tiên, sang linh đâu? Sang linh cầm lao xiên cá này. 46, 102, 259. Mình xem thử là có cái nào chưa ngon nhá. Cái ly hỏa này thì đổi đi được không? Cái này anh cũng bỏ đi nhá. À đây có đồ đây. Ui cái gì đây? Ma quỷ này, HP, hiệu quả nạp, phòng ngự. À đây, cái hoa lúc nãy mình đập đây. Rồi, lông nào. Lông thì phòng ngự nhìn chán nhờ. Thực ra là cũng ngon rồi. Rồi, anh muốn sang linh đổi qua cái này được không? Cái này có phòng ngự 14%, nhìn nó nhức quá anh em nhờ, nhìn nó khó chịu trong người ấy. Rồi mình hiến tế quả hoa ma quỷ này vào. HP 13, phòng ngự 13. Vào cái nào cũng được. Cái nào cũng được. Sát thương tỷ lệ phần trăm tấn công. Hiệu quả nạp, cái nào cũng vào. Rồi, cũng được nhờ. Ui, quả đồng hồ gì đây? Quả đồng hồ gì đây em?
có nên đập luôn không hay là mồi trước? Cộng 4 trước nhá, cộng 4 trước này. Hiệp tỷ lệ bạo kích nào. Ui chết rồi, lại lộ rồi, lại lộ mất rồi, anh em report chết, lộ mất rồi anh em ạ. Giờ sao đây, hiến tế quả này nhá. Đen đen tí sẽ đỡ lộ thế này, anh em biết, anh em biết hết rồi. Rồi chưa hết anh em ạ, quan trọng là bây giờ nó vào cái gì cơ. Vào tỷ lệ với sát thương là thành mình chơi hack, còn vào tấn công với HP là thành mình lùa gà đúng không? Quan trọng là bước cuối cùng này, bước đầu thì ok rồi, bước cuối mới khó thôi. Pha này khó này. Rồi cú lên, chúc mừng Thành nhá. Ui vào đúng một phát HP, quá là tuyệt vời luôn, như thế là quá ngon rồi. 6.6, 19.4. Ui, như thế thì sang Linh bây giờ dễ chỉnh lắm. Tại vì đổi sang Lôi Thần được không? Ui, chia buồn với sang Linh là Lôi Thần xin nhá, Lôi Thần xin luôn. Năm 2.168 hả? Theo anh thì tỷ lệ nó hơi thấp. Thực ra nếu mà có cái đồng hồ, cái hoa nào nó cân bằng hơn, thay vì nó thiên nhiều quá vào sát thương bạo kích thì nó sẽ ok hơn. Cái này được không? Cái này thực ra thì cũng được nhờ, thêm 6% mà. À đây, đây chứ còn đâu nhờ, quên mất, mình vừa đập lúc nãy nhờ, hoa quỷ. Rồi, cái này được không anh em? 69.146 được không? 264 nạp. Nó được chưa? Được chưa anh em? 2.000 tấn công. Hoa này, hoa là VIP Pro. Lông cũng ngon, đồng hồ ngon, ly ngon, nón thì thực ra cái nón mình vẫn chưa hài lòng lắm. Nón chưa hài lòng lắm, nhưng mà hết rồi. À, nón của Zenlan ngon hơn à? Cái này 23. Cái này 19, nhưng mà cái này 19 có nạp. Nón của Sang Linh thôi, thế này là ok rồi nhỉ. Đổi thì nó sẽ đều hơn. Đổi thì Zenlan là cái nón HP, Zenlan nón HP thì nó sẽ ok hơn đúng không? Zenlan thì thực ra thì cái này nếu mà em chê thì anh sẽ cho em một siêu phẩm khác. Đây HP. Đâu nữa? Đây. Đây nữa. Hoa 10-19 cho A á. Cái này 12-17 mà tí. Lông á? Cái này á? Tại vì cái này thì thực ra nó cũng ngon thật, nhưng mà anh thấy là nó cầm cho Zenlan cầm nó cũng ok rồi, tại vì nó có phần 5 HP, Lôi Thần cầm cái có phần 5 tấn công. Anh nghĩ cũng ổn rồi. Nếu mà muốn đập đồng hồ HP thì cái đồng hồ đấy nó phải có hiệu quả nạp anh em ạ. Thậm chí nó phải vào nhiều hiệu quả nạp một tí. Ví dụ như cái này. Đây. Nó vào phải tầm đâu đấy khoảng 10% mới đi.
Cái này bỏ không? Đây. Ok cái này nhá. Chỉ cần nó không vào phòng ngự thôi. Nó vào hiệu quả nạp nhiều một tí cũng được. Ui. Chuẩn luôn. Chuẩn luôn anh em ạ. Hiệu quả nạp với sát thương bạo kích thôi. Được không? Quá được nhờ. Tại vì là mình đã hy sinh cái đồng hồ hiệu quả nạp rồi, thì cái đồng hồ này nó phải có nhiều hiệu quả nạp một tí thì nó mới chuẩn được. Thế này là quá chuẩn luôn. Wow. 153 nạp chơi cái gì? 153 nạp anh em ạ. Khó thế. Thì đúng là cũng ngon thật, nhưng mà nếu mà chơi cái cung này thì hơi khó. Cung này hơi khó. Thôi, thì cái đấy thì chắc là trường hợp mà mình chơi là cung Tây Phong à. Khó lắm. Một khi đã cầm trấn thì nạp nó thọt. Mà mấy cái hoa, cái lông mà sát thương bạo kích nó nhiều thì chắc chắn là thạng. Nạp nó lại càng thọt. Thôi thì mình cứ để cho bạn ấy chơi. Thì tùy trường hợp thôi. Có hai sự lựa chọn đây. Nếu Zelan C1 được. Quá ngon. Đúng. Hợp lý rồi anh em ạ. Như thế là ngon rồi. Thực ra anh thấy là cái này đúng là thuộc dạng khá thôi. Roll đi anh. Roll luôn hả? Roll luôn hả? Ui. Chiến thế. Chiến thế em. Có bảo hiểm không? À có bảo hiểm rồi. Có bảo hiểm rồi anh em ạ. 4 trang là 20 phát rồi. Có bảo hiểm rồi. Anh cứ luôn nhá. Chiến nhá. Có bảo hiểm luôn. Thôi mình cứ luôn nhá. Có bảo hiểm đơn giản mà. 30. Chắc phải tầm 75 rồi. 60. Rồi. Ra thì nạp thì mình có thể chỉnh được anh em ạ, mình chỉnh được mà. Đồ nhiều mà. Mình cứ chỉnh dần dần thôi. Ví dụ như cái ly này, mình có thể chỉnh một cái ly ly thủy mà có hiệu quả nạp nhiều. Nhưng mà có lẽ là phải farm thêm nữa. HP. Thôi xe 2 làm gì, anh em cứ khuyên bạn ấy đây. Tích cho thủy thần mà. Zelan C1 gọi là, bạn ấy cũng gọi là cố lắm rồi đấy. Cố lắm rồi đấy. Thế thôi.
Thế thì anh sẽ đập thêm một vài cái hoa này nhá. Để trong cái trường hợp mà mình cần mình thay đổi cho nó hợp lý ấy, thì mình sẽ chỉnh đồ cho nó dễ. Ví dụ mà cái hoa 4 dòng này có hiệu quả nạp này, cái này thì Sang Linh chơi được này. Sang Linh lúc này là đang thiếu đồ đúng không? Thì nếu mà nó vào tinh thông với tấn công thì Sang Linh chơi, còn nếu vào hiệu quả nạp với sát thương bạo kích thì Zeylan chơi. Anh bỏ cái này nhá, cái này nhìn nó không đẹp lắm anh em nhờ. Anh đập nhá. Cái hoa này thì nó vào mất một cái tấn công với lại nó có một dòng phòng ngự. Thực ra thì hoa này vẫn chơi được, nhưng mà tại vì là hoa thì thường là hoa thế giới nhiều lắm, nên là mình cứ đập đi. Cái này thì Sang Linh dùng được, vào cái gì cũng dùng được, đều thế. Thế thì đích thị là cái này dành cho Sang Linh rồi. Cái này thì vào cái nào Sang Linh nó cũng chơi được. Tấn công 15% mà. Thực ra phát cuối mình lại không muốn nó vào phần 5 tấn công cơ. Thế cũng được nhờ. Cái lông này nhìn ghét thế. Cái này giống cái kia thế. Đồng hồ. À, đây này, đến lúc đổi cái ly này. Cái ly này được không? Thực ra cái này vẫn xài được. Bỏ đi thì nó phí. Thôi, cái này anh đập mấy món thấp nhá. Lại phần trăm tấn công. Vẫn chơi được thôi nhưng mà ui, vẫn vào tinh thông, như thế thì chả khác gì cái ly kia. Ui, thế này thì khó rồi. Cái này cũng khó. Này được không anh em? Kiếm một quả nón.
ngon tí. Được không? Là thành 62 129 200 nạp đi về team lôi thần. Mình thì mình vẫn thích chơi đồng hồ nạp hơn, hoặc là đồng hồ tấn công gì đấy. Giờ khó chỉnh lắm, tại vì đồ ngon thì đắp sang lôi thần với lại Zelan rồi. Thì sang Linh cũng có lại chơi được rồi. Bốn tám nhưng mà cộng với lao xin cái mà đã thành 60 rồi. Thực ra thì nếu mà thêm được 5% tỷ lệ nữa thì cũng ok. Thì có thể mình sẽ đổi cái hoa. Mình đổi cái hoa sang cái hoa khác. Ở đây thì hãy đập thêm cái hoa đấy nhở. Mình muốn cái hoa theo kiểu gọi là tỷ lệ sát thương được cân đối một tí cơ. Thế là cái này cũng chơi được. Đây, siêu phẩm 1 này. Siêu phẩm 2 này. Bây giờ thì hết nguyên liệu rồi, mình sẽ đập mấy cái ấy nhá. Mấy cái 4 sao thôi. Khó à, để anh thử xem. Nãy khó mà anh làm được ấy. Rồi, bước 1 thành công. Bước 2 nào. Ui, vào phòng ngự rồi. Ui, bỏ thôi. Cơ duyên đến đây là hết. Lại 1% tấn công, bỏ tiếp. Mình đang mua một cái hoa nó tỷ lệ nó nhiều một tí anh em ạ. Nó dễ chơi hơn. Bảo Ngọc anh có nhá. Ổn không? Ổn chưa? Mới cộng 12 thôi nhá. Mình còn 2 phát nữa. Dòng thứ tư là dòng tinh thông này. Đừng vào dòng trên cùng là ok. Ui. Thôi một phát thôi cũng được. Thôi thì vào một phát thôi nhá. Vào thêm phát tỷ lệ đi. Tỷ lệ. Ui. Nó vào phát 50 kill luôn. Cay thật à. Khởi đầu thì như mơ.
Đúng là ăn nhau về cuối mà, nó vào hết hai dòng này. Thôi, anh bỏ đi đây. Nhìn cay đắng quá. Cay thế. Vẫn còn ba cái hoa này. Thôi, anh sẽ ôn in ba cái hoa này nhá, xem được cái gì không. Cái này anh bỏ đi nhá. Cái này anh nhìn hơi cùi này. Cái gì vậy? Chết rồi em ơi. Đi hết rồi em ạ. Như vậy là lôi thần và Giai Lan thì ok, Sang Linh thì ở lại rồi. Sang Linh thực ra thì chơi cũng ok rồi mà. Ok ca nhá. À mình nhớ lúc nãy mình 200 nạp cơ. Nãy là mình sai ở đâu nhở? Mình lắp cái nào vào anh em nhở? Cái ly hỏa này có nên liều một tí không? Hả? Nãy chơi nón này đúng không? Thử lửa tí nhá. Thử lửa tí nhá. Cái nét này anh thấy chưa ok lắm. Đồng hồ gì đây? HP à? Cũng được, ok. Anh thêm tỷ lệ rồi. Thử tí anh em nhá. Thử tí nhá.
195. Sang lên quay 37k. Mình hai cơ mà. Phải lôi thần hỗ trợ nữa mới đủ nhá. Có nhiều sự lựa chọn mà. Zen Lan nhiều sự lựa chọn mà. Đấy. À, chính ra là hai cái đồng hồ nó tương đối là ok. Nếu mà mình chơi đồng hồ nạp thì nó sẽ có bổ sung HP 19% này. Còn nếu mà mình chơi đồng hồ HP thì nó lại có bổ sung hiệu quả nạp này. Ôi, theo mình nó ok rồi đấy. Một trăm tám mươi hai ok chưa? Thôi, nick của Thành thì chắc là dừng ở đây anh em nhé. Nói chung là cũng tạm tạm rồi. Siêu phẩm là ngày hôm nay, của ngày hôm nay là cái này thôi. Đây. Tỷ lệ 17, sát thương 12. Thì nói chung là một đồ ngon là được rồi, còn lại thì đồ khá thôi. Chứ mà làm sao mà ngon được hết hả anh em? Khá là ok rồi. Mình thì khá là được rồi. Nhiều anh em chắc chắn là đập mà đen đấy chứ. Nói gì là khá đúng không? Ok cai nhá. Ví dụ như hôm trước của Trí ấy. Hôm trước của Trí toàn đồ đều thôi. Gọi là vứt hết. Đấy là mình đập cho anh em là mình muốn ngon thôi. Chứ bình thường là mình chơi mình chỉ cần khá thôi là chơi được rồi.